chừng chi phí thấp em không cả. Chỉ có trái tim lớn thôi. Năm mới, à xin lỗi, tuổi mới. Chúc Từ Vi sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều niềm vui và hơn hết. Trong tuổi mới này sẽ có một bước ngoặt và một bước chuyển quan trọng của cuộc đời. Đó chính là hôn nhân. Chàng trai nào, người đàn ông nào mong muốn làm người cùng Từ Vi đến bước ngoặt này, nhanh chân lên, không thì có người để đánh mất đấy nhá. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp ngày mai hả? Yeah, thank you. Good day.